Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Jong-ho nhấn mạnh đối với Seoul, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên là nghĩa vụ mang tính chất đạo đức. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đã từ chối ý tưởng thống nhất và xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch trong hiến pháp của nước này. Bộ trưởng Kim Jong-ho nêu rõ có nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề thống nhất, nhưng đối với người Hàn Quốc, việc thống nhất bán đảo Triều Tiên phải được nhìn nhận từ góc độ đạo đức và giá trị gắn kết, thay vì chỉ tập trung vào những lợi ích và chi phí kinh tế. Bên cạnh tiếp tục tìm kiếm đối thoại với Bình Nhưỡng, Seoul sẽ triển khai mọi biện pháp khả thi để tạo nền tảng cho việc thống nhất hai miền Triều Tiên. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục gọi Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ và thù địch, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Những phát biểu này được đưa ra 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng bắt đầu cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều.